Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố 6 vi phạm trên nền tảng mạng xã hội TikTok, trong đó thì việc sử dụng thuật toán phân phối nội dung tự động để tạo xu hướng nhằm phát tán những nội dung giật tít câu view được đánh giá là một trong những vi phạm cơ bản. Cũng bằng phương thức phân phối nội dung số này thì TikTok đang gây ra nhiều khó khăn cho công tác quản lý. Sử dụng thuật toán phân phối nội dung tự động để tạo xu hướng nhằm phát tán những nội dung giật tít câu view, bất chấp đó là nội dung độc hại, phản cảm, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và giới trẻ. Đây là một trong số 6 sai phạm của TikTok Việt Nam đã được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố. Nguy hiểm là các thuật toán này hướng tới từng đối tượng người dùng, cá nhân hóa cao và có thể lách bộ công cụ tự động giả quét phát hiện vi phạm của cơ quan quản lý. Vì vậy, không chỉ Việt Nam mà các nước khác cũng gặp khó khăn trong quản lý nền tảng này. Các cái thông tin xấu độc vì nó hiện lên, nó gợi ý cho người ta thì thứ nhất đó là các thuật toán, nếu họ muốn hạn chế bớt những cái này thì người ta cũng sẽ có những biện pháp kỹ thuật. Trong cuộc trao đổi với phóng viên thời sự vào sáng nay, đại diện TikTok Việt Nam nhận trách nhiệm trong việc vẫn còn nhiều nội dung phản cảm, độc hại phát tán tới người dùng. Còn những cái nội dung như thế thì TikTok chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ đầu tư nhiều hơn nữa để bảo đảm những cái sai sót này nó giảm tối đa có thể. Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới phải có trách nhiệm ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung thông tin vi phạm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp các tổ chức cá nhân này không thực hiện, cơ quan có thẩm quyền sẽ triển khai các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn toàn bộ nội dung dịch vụ ứng dụng trên mạng vi phạm pháp luật. Pháp luật Việt Nam đã có đầy đủ các cái quy định của pháp luật cũng như là cái quy trình thủ tục để thực hiện các cái biện pháp đảm bảo an ninh mạng, bao gồm nhưng không giới hạn ở cái việc là có thể chặn hạn những cái ứng dụng mà vi phạm pháp luật. Nên cái việc đó thì sẽ là một cái việc cần phải làm với đầy đủ các cái quy trình thủ tục. Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Tổng cục Thuế kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam. Trong đó có việc đánh giá về tác động, ảnh hưởng đối với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Thông điệp được đưa ra đó là tất cả các nền tảng xuyên biên giới không tuân thủ pháp luật sẽ không được chào đón tạo điều kiện hoạt động tại Việt Nam. Tại Cộng hòa Séc thì các trường đại học của nước này cũng đang kêu gọi đội ngũ giảng viên, nhân viên và sinh viên gỡ cài đặt ứng dụng TikTok trên các thiết bị kết nối với mạng của nhà trường. Lời kêu gọi được đưa ra dựa trên khuyến cáo của Cơ quan An ninh mạng và Thông tin Quốc gia Cộng hòa Séc về mối đe dọa an ninh từ ứng dụng chia sẻ video này. Nhiều trường đại học, trong đó có Đại học Tổng hợp Séc, nổi tiếng và lâu đời bậc nhất của Séc, đã yêu cầu nhân viên gỡ ứng dụng TikTok khỏi tất cả các thiết bị làm việc có kết nối với mạng Internet của trường. Đại học Kinh tế Braha thậm chí còn chặt chẽ hơn khi cấm tất cả quản trị viên và cán bộ cấp cao của nhà trường sử dụng TikTok trên các thiết bị điện tử phục vụ công việc. Ở lâu nay thì nhiều trường tại Séc vẫn thường sử dụng tài khoản TikTok để tự quảng bá. Tuy nhiên là sau khuyến cáo mới này, các trường hiện đang dần hủy bỏ tài khoản TikTok của mình.